Hi, xin chào các bạn, quay trở lại với kênh Fury Gaming. Và ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục với series Minecraft Công viên khủng long. Thì trong tập ngày hôm nay chúng ta sẽ tiến hành hồi sinh một em động vật ở kỷ băng hà nha các bạn. Đây sẽ là em thứ ba của mình. Đó chính là con Elasmorium. Đây là những con tê giác một sừng nha các bạn. Mình có 8 cái DNA luôn. Hóa xịn. Đây, trời ơi, tôi chưa lấy sữa nữa. Để mình ra mấy con thằng bò đó mà chơm sữa của tụi nó thôi. Đó, con này thì sữa vô hạn thôi các bạn ạ. Đó, rồi tiếp tục mình sẽ cho nó vào đây nha. Đó, mấy cái DNA này. Đây, một con nè. Đó, hai con. Ây da, chúng ta phải bích từng cái và bỏ vào nó mới chịu các bạn ạ. Trời ơi, thiệt là khó chịu luôn. Đây, ba con, bốn con. Rồi tiếp tục nha. 5, 6 và đây là con thứ 7 và con thứ 8 sẽ ở đây nha các bạn. Đó, hy vọng mấy cái kinh trời này nó không có bị vỡ. Thì mình xây hay bị vỡ lắm. Trong tập trước thì các bạn có đóng góp cho mình là nên xây một cái gọi là máy farm các bạn à. Máy farm tuyết bằng những con người tuyết. Mình cũng chưa nghĩ tới chuyện đó, nhưng mà tập hôm nay thì mình sẽ tiến hành xây máy farm đó nha các bạn. Trời ơi, nó lại hấp dẫn luôn. Chúng ta sẽ phải làm thật là nhanh. Đó, dày mới ra con người tuyết chứ. Đó, lại hấp dẫn luôn. Trời ơi, thế là chúng ta đã có được một cái chỗ để farm tuyết vô hạn luôn nha các bạn. Rồi, nó quá xịn luôn. Trời ơi, hấp dẫn. Cái sàn này chắc mình sẽ xây ra cho nó đàng hoàng một xíu. Đó, chỗ này là chỗ để chúng ta đứng farm tuyết nè. Rồi, nó phải như vậy chứ. Ok, để mình cất lại mấy cái block mà mình không có còn xài nữa nha. Lớp mấy lớp tuyết này thì mình sẽ còn xài thôi. Trước tiên thì chúng ta sẽ còn đứng farm tuyết một thời gian cái đã. Ok. Đó, bạn thấy phê chưa? Trời ơi, nó lại hấp dẫn luôn. Ok, thì hẹn gặp lại các bạn khi mình đã farm xong cái mớ tuyết này nha. Và mình đã farm xong một đống tuyết rồi nha các bạn. Trời ơi, nó lại một nuôi luôn nè. Đó, quá chừng quá đất luôn. Kinh khủng chưa? Đây nó cũng bao gồm là tuyết của những cái tập trước nữa đó. Trời, để mình cất cái pumpkin này cái đã. Chúng ta chỉ còn một con người tuyết thôi. Ok, và bây giờ thì mình sẽ tiến hành xây luôn. Cái sàn thì từ từ quá. Chắc mình sẽ cất cái số tuyết này vô lại nè. Đó, chúng ta sẽ còn lấy mấy cái reinforced glass ra thôi. Ok, mình sẽ đo đạt như thế nào đây. Chúng ta sẽ xây theo cái đường này nha các bạn. Thì cái chuồng này nó cũng chỉ là 35x35 thôi. Làm cái chuồng rộng nó cỡ đó thôi à. Nhiều quá thì sợ không có đủ tài nguyên. Rồi, bây giờ thì mình sẽ kéo ra trước tiên là 34 ô nha các bạn. Rồi, tại vì ở đây nó có sẵn một ô rồi, chúng ta sẽ ây da, lỡ kéo ra 3 ô trước rồi. Vậy thì 31. À quên, 32 chứ. Tính kiểu gì vậy? Ok, kéo ra nào anh em ơi. Quá may mắn luôn, tập trước thì chúng ta đã làm cái sàn sẵn rồi, nên tập này không cần phải làm thêm nữa. Đặt cái kiến này đi. Trời ơi, nó bị phạm của tôi. Nghe chưa? Rồi, ở đây thì mình sẽ kéo ra tiếp tục. Ây da, đâu rồi? Ui, sao nó bị lỗi cái này vậy? Đó, 34 ô nữa nha các bạn. Một cái chuồng hình vuông thôi. 35x35. Đó. Rồi, tiếp tục. Kéo ra thôi nào anh em ơi. 34 ô tiếp tục nha. Kéo ra. Cái chuồng này chắc mình dự định xây nó cao 10 lóc thôi. Và chúng ta sẽ khóa lại như một cái chuồng của con voi mẹp mút luôn. Đó. Trời ơi, hấp dẫn. Rồi, 34 ô nữa đúng không? 34 ô nữa. Chắc mình sẽ để là 32 thôi các bạn à. Mình sẽ kéo mỗi bên là 16x16 nha. Bên đây là 16 và bên kia cũng là 16 luôn nha. Đó,
về cho nó đồng đều chứ. Chúng ta còn chưa có chỗ để mới làm cái cửa nữa. Ủa, hơi quá lố rồi. Ghê thật. À, vậy mới chịu. Và ta-la. Ok. Ở đây thì mình sẽ lấy mấy cái carpenter block ra thôi. Mình sẽ làm những cái cửa như các bạn. Và còn 4 cái nút. Sao vậy, 4 cái nút? Quá đơn giản luôn. Đây, 4 cái nút đã có. Và một cái cửa bằng sắt nữa chứ. Mình sẽ cất cái này đi và tiến hành tạo một cái cửa bằng sắt thôi. Cái block sắt này mình cũng sẽ lấy ra luôn. Trời, nó quá hao tổn của tôi rồi. Tại vì cái bọn tê giác một sân này nè thì nó cũng có thể phá vỡ mấy cái block mà nó yếu hơn sắt và yếu hơn reinforced glass nha các bạn. Để mình coi thử lắp reinforced glass vào đây được không. Ồ, không lắp được. Ui, phải chỉ lắp được là tôi lắp vô cho nó đẹp rồi. Chỉ lắp được mấy cái block thôi các bạn ạ. Ồ, nhìn như vậy thôi. Ok, rồi, ở đây thì mình sẽ tiến hành kéo nó ra thôi nha. Trước tiên là dùng cái cây qua này trước đã. Trời ơi, kinh khủng chưa. 2 ô, tức là 3 ô đúng không, 4 ô. Rồi, mình sẽ kéo bằng cái cây qua này. Tiếp tục luôn nha. Ô, cái cây này thì không kéo hàng ngang được. Ui, cây thế nha. Vậy thì chúng ta sẽ kéo hàng dọc thôi. Sẵn mình sẽ tạo thêm mấy cây iron wall luôn. Chắc mình tạo tầm 7 cây đi. À. Trời ơi, đây là 4 ô đúng không? Chúng ta sẽ thêm mấy ô nữa đi. 5, 6, 7, 8, 9, 10 ô. 5, 6, 7, 8, 9, 10 ô. Đủ rồi, rồi kéo ra thôi anh em ạ.
Ví dụ chúng ta xài Diamond One thì nó sẽ sướng hơn rất là nhiều. Nó không như cái cây này đâu. Trời nó cũng muốn tối luôn rồi kìa. Và chúng ta sẽ làm cho xong đi, trước khi trời nó tối đã. Quái vật nó xuất hiện ở trong mình sẽ mệt đó. Kéo ra thêm nào. Mình vẫn còn quanh nè. Không, hình như đây là cây quanh cuối cùng rồi đó. Rồi. Và đây là cái lớp cuối cùng nha các bạn. Trời. Chúng ta sẽ kéo kéo xong cái này rồi chúng ta sẽ được đi ngủ. Ui, hấp dẫn. Hết reinforced glass rồi. Trời ơi. Sao lầy quá vậy? Vậy thì chúng ta sẽ chia sổ thêm nào. Chia sổ thêm reinforced glass thôi các bạn ạ. Chia sổ nó. Chia sổ nó và ta-da. Ok. Hấp dẫn. Bên này nữa. Rồi, và chỗ này nó sẽ xong luôn nha các bạn. Ok, mình cũng đã xong cái chuồng của con Elas Monorium rồi nha. Hồi ôi, mình sẽ cất mấy cái món đồ không cần thiết lại vào. Mình sẽ lấy mấy cái glowstone ra nha. Như là mấy cái loại cây cối các kiểu đồ ra luôn. Mình sẽ lắp mấy cái glowstone trước. Đầu tiên nó sẽ là ở đây nè. Đó, ra 7 ô nào. Ở đây một cục. Đó. Ở đây một cục. Ok. Bên đây nữa. Những công việc quen thuộc hàng ngày mà chúng ta vẫn thường làm thôi. Đây. Đây nữa nè. Rồi, kéo qua bên đây tiếp tục. Ây da, mấy em tí đập lộn cái block kia rồi. Đây, và chỗ này nha các bạn. Xôi ôi ghê chưa? Kinh khủng chưa? Bây giờ mình sẽ tiến hành giống qua thôi. Đó. Cứ tạo hai hàng, một hàng ngang, một hàng dọc rồi chúng ta sẽ giống qua như vậy. Nó sẽ đặt cái số lowstone rất là dễ thôi. Mình đặt như vậy cho quái nó đâu xuất hiện các bạn à. Mình rất là ghét mấy cái con quái ở đây nè. Nó xuất hiện thì nó sẽ làm cản trở công việc của chúng ta rất là nhiều luôn. Trời ơi. Rồi bên đây giống qua tiếp nè. Giống qua. À có nhiều bạn hỏi tại sao mình không để chế độ bình yên để mà chơi. Tại vì trong đây á nó còn những con boss của cái thế giới này nữa nha các bạn. Nếu chế độ bình yên nó sẽ không xuất hiện đâu. Nó là của cái bản mod Fossil and Archaeology này luôn nha. Fossil and Archaeology. Quá tiện nha. Đó chính là bản mod về hóa thạch đó các bạn. Còn về bản 1.10.2 hay là 1.8.9 thì mình sẽ tiến hành chơi sau nha, trong những season kế tiếp. 1.10.2 thì nó hơi rắc rối hơn một xíu thôi, nhưng mà nó sẽ thực tế các bạn ạ. Đây chúng ta sẽ đặt thêm nè, một ô ở đây và một ô ở đây nữa. Các bạn có nghe tiếng quái không? Mấy con quái nó nằm ở dưới chân mình á. Ở đó thì mình chưa có dịp để mình xuống cắm đuốc. Ui, trong đó nó kinh khủng lắm. Này chúng mày cứ đi từ từ theo tao đi. Đi, đi nào mấy đứa. 8 con đi nào. Chúng ta sẽ dắt nó đi thôi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 rồi đủ rồi đó. Ui, nãy giờ. Ui, có con heo con chạy theo kìa. Chạy theo làm cái gì đi. Đi đi. Cứ đi theo người ta không à. Này, chúng ta sẽ dắt đi với những cái con đường quen thuộc nha các bạn. Mình có đi thôi mình sẽ đi qua đường này đi cho nó bằng phẳng các bạn à. Ui con heo con kia chạy theo tôi làm cái gì đó. Tự nhiên đi theo tôi à. Trời ơi hấp dẫn đi diễu hành nào. Rồi con heo kia con nó vẫn chưa bỏ cuộc luôn. Đi về đi. Trời ơi hình như chắc mình dắt nhầm mẹ của nó theo luôn sao. Nhưng mà mấy con heo nó sẽ không bị chết đâu các bạn ạ. Mình chỉ tìm huyết thanh của con Elas Moradium vào thôi chứ mình đâu có giết nó đâu. Dắt một đoạn là phải chờ chứ không là cái dây nó căng quá nó bị đứt đó các bạn. Ok. Đi 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 nào mấy đứa ơi. Trời ơi, nhìn nó sung chưa kìa.
được nửa chặng đường rồi đó. Kinh khủng chưa? Được nửa chặng đường rồi còn gì? Trời ơi. Con Bara nó nhìn mình kìa. Nhìn có gì lạ đâu mà nhìn hả? Ây da. Có trái bon nè. Ok. Ồ, đây còn một trái nữa nè. May là cái kiến này mình xây là hai lớp đó các bạn ạ. Tại vì mấy cái bon nó dễ bị xuyên thấu qua bởi những cái kiến cũng như là mấy cái đuôi hay là mấy cái đầu hay là mình của mấy con khủng long nó cũng dễ bị xuyên thấu bằng cái kiến này luôn. Ở đây có sẵn mấy con bò nè. Biết vậy là cái chắc con bò theo được rồi. Bò vẫn được nha bạn. Bò, heo và ngựa. Ngựa thì mình sẽ tìm cho cái con tìm cái huyết thanh của con quắc gia thôi. Còn bò heo là tất cả những con còn lại nha. Rồi đi nào mấy đứa ơi. Sao vậy, hấp dẫn. Đây. Đây là cái chuồng ngủ cái con Đây, Dino Nitrous nè các bạn. Trời ơi. Ô, té 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 té, coi chừng té mấy đứa ơi. Tụi bay làm ăn cứ ẩu thả thôi à. Cứ cẩu thả thôi. Thôi đi qua đây thôi. Wow, trời nó cũng muốn tối lúc rồi. Để mình cho tụi nó vào trong cái này luôn nha các bạn. Con gì kêu dữ vậy? Con voi mammoth các bạn ơi. Ok, sẽ cho từng con một vào nè. Hai con, ba con, bốn con, năm con, sáu con, bảy con và con thứ tám. Rồi chúng ta sẽ đóng cái cửa này lại. Và bây giờ tụi mày tự do rồi đó. Trời ơi, tụi mày được tự do rồi. Chạy nhảy thông thả đi tụi bay. Trời ơi. 7 con và con thứ 8. Đó. Nhắc mới nhớ mình cũng chưa xây cái sàn ở đây. Chắc mình sẽ xây luôn nha các bạn. Đó. Ít nhất cũng phải bự bằng nửa nửa cái chuồng này chứ. Chứ nó nhỏ quá thì nó cũng hơi bị chênh lệch các bạn ạ. Mấy con này thì nó thích sống ở cái vùng lạnh thôi. Nhưng mà nó có thể phá mấy cái block được á, nên mình sẽ không trồng mấy cây ở trong đây thôi. Cũng khá là nguy hiểm cho tụi nó. Và mình cũng sẽ không tạo mấy cái núi trong đây luôn nha. Tại nó phá được lốc mà mình tạo là nó phá cũng như không các bạn à. Những con không phá được như con đu đu á thì chúng ta còn có thể tạo được. Không mà nó sẽ nguy hiểm đó. Tạm tạm đi. Hay một cái vùng cực kỳ rộng lớn. Toàn bộ bằng ăn tiết luôn. Ghê chưa? Sẽ làm bằng tiết ra tới ngoài này không đi. Đó, rồi, ok. Tạm như vậy nha các bạn. Đây, nó đã hình thành được 8 cái Elasmodarium Embryo nha các bạn. Mình sẽ lấy mấy cái này đi. Và chúng ta sẽ đi tiến hành tiêm vào những con heo nha. Quá trình biến đổi nó sẽ diễn ra rất là lâu. Nó hơn là cả cái quá trình mà nó nở bằng trứng các bạn ạ. Ok. Ống thứ tư sẽ tiêm vào mày. Thứ năm, thứ sáu và còn hai ống nữa thôi các bạn ạ. Thứ bảy và ống cuối cùng. Ghê chưa? Rồi chúng ta cũng sẽ đặt mấy cái này xuống đây luôn. Cho nó hấp dẫn. Chúng ta sẽ tìm sẵn vậy thôi. Trong khi đó chắc mình sẽ đi làm việc trong cái khu này luôn. Rất là nhiều cây cỏ cho chúng nó tự ăn nha các bạn. Đỡ phải mất công. Xong mình sẽ đặt mấy cái feeder nữa chứ.
không biết mình còn đủ đồ để cho feeder không nữa. Ôi ôi, con heo này cũng chơi bo luôn hả? Wow, ghê vậy. Được mày ơi, trời ơi, được 20 mấy% rồi các bạn ạ. Cũng nhanh hơn lần trước rồi đó. Rồi, chúng ta sẽ tiến hành trang trí phần bên ngoài thôi. Rồi, vào bên đây. Cuối cùng nó sẽ xong thôi nha các bạn. Ý da, trời, leo lên lại. Không là cái tụi nhện hay tụi ripper dưới nó nổ là xong tôi luôn đó. Ok, lấy số tiết ra nào. Chúng ta sẽ bỏ lại tầm 3 stack đi. Rồi mình sẽ lấy mấy cái cây wand ra nha các bạn. Tạo dưới đây cây wand ra được rồi. Quá nhiều wand luôn rồi. Ok, kéo ra thôi các bạn ơi. Nó chỉnh gì không? Có phải chỉnh gì không? Chúng ta không cần phải chỉnh gì hết. Quá đỡ. Còn cân luôn. Trời ơi. Các bạn nhìn không? Kéo nó đã vãi chưởng. Trời ơi. Hấp dẫn. Ui, em tí mình té xuống rồi. Hú hồn. Định mệnh á. Kéo ra nào anh em ơi. Kéo ra tiếp nào. Sẽ nhanh thôi các bạn ạ. Ta phải cố gắng làm cho nó lẹ. Để coi cái bọn Elasmorium ở trong nó mà được nhân bản ra thì xong chúng ta luôn đó. Nhanh lên mới được. Ồ, hết one rồi hả? Đây còn một cây nè. Còn quá chừng cây luôn chứ đâu phải một cây đâu. Rồi, và xong phần trang trí ở bên ngoài rồi nha các bạn. Đó, để mình coi bao nhiêu phần trăm rồi. 84% rồi các bạn ạ. Ồ, cũng tạm được rồi. Ok, 80 mấy% là ngon rồi. Rồi, đi vào trong thôi các bạn ạ. Rồi, để mình xem bọn này được bao nhiêu phần trăm rồi. Ồ, có mấy con rồi nè. Ui, tụi nó đã nhân bản xong luôn rồi các bạn à. Đây là mấy con Elasmorium nhỏ nè. Và tụi nó ngủ rồi. Thôi ơi. Và chúng ta chưa thuần phục được con nào luôn. Ôi ôi, chúng ta phải ở gần nó 6 ô thì mới thuần phục được thôi nha các bạn. Để mình coi thử con này được mình thuần phục nó chưa ta. À, chưa thuần phục luôn, trời ơi. Con này cũng vậy. Hay để bây giờ mình đi ngủ một phát cái đã. Rồi sáng mai chúng ta sẽ tiến hành lấy xương. Lấy bột xương. Đầu tiên mình sẽ cho mấy cái con này uống Ascent of Chicken trước đã. Đây là con Elasmorium các bạn à. Là một con tê giác, nó ăn cỏ. Chúng ăn thực vật thôi. Cũng quá đã ha. Đây là con female nha, con cái. Chúng sẽ cho nó lên kích thước khổng lồ thử xem. Nhìn nó bự chưa. Và chúng ta đã thuần phục được nó rồi nè. Con này di chuyển thì rất là chậm. Không có nhanh gì cả. Bạn nhìn nó bự chưa kìa. Và cái độ tuổi của nó là 9 tuổi. Và nó ăn như một cái máy. Ghê quá các bạn ơi. Nhìn nó ăn mình sợ thật chứ. Mình sẽ kiếm một con đực nữa nha. À con đây là con đực luôn nè. Trời ơi. 9 tuổi thì quá tiện rồi. Thuần phục nó luôn, hai con. Nè nhìn ghê chưa. Và con này nó cũng ăn như một cái máy luôn. Ăn không chừa cái gì luôn. Mình sẽ hồi sinh mình sẽ cho nó lên kích thước tiếp luôn nha các bạn. Hai con đi. Đây là một con cái đó nè. Rồi chúng ta đã thuần phục được nó rồi nè. Vậy mình sẽ kiếm một con đực nữa nha các bạn. Đây con đực luôn nè. Đó, phải cho nó lên kích thước bự luôn. Rồi mình mới dùng cái cây whip này mà thuần phục được lần đó. Đó. Bạn thấy nó ăn chưa? Ăn như một cái máy luôn, chịu sao mà nổi. Còn nó không xài feeder các bạn ơi. Trời ơi. Nói chung cái khi nào mà nó bí quá nó mới xài feeder lận. Thế giới này tụi nó sẽ tự tìm kiếm thức ăn thôi. Đây, 4 con Elasmorium. Hình như kích thước cái con đực nó bự hơn con cái một xíu. Đấy. Ngoài con đực nó bự hơn con cái các bạn à. Tê giác một sừng Elasmorium cuối cùng nó được hồi sinh rồi. Ok. Thì mình sẽ đưa các bạn một vài thông tin về em này nha.
Ok, mình đã thay đổi mấy cái cây lá kim đó xung quanh cái khu của mấy con Elas Moradium này rồi nha các bạn. Đó, cái cây này thì nó cao cực kỳ luôn nè. Wow, ghê thật chứ. Nhìn thấy cây này cao ngang nhau luôn nè. Bạn thấy đã chưa? Ok, cho nó phù hợp với cái xứ hàng đới các bạn à. Nó hay có mấy cây lá kim như thế này. Và mấy cái chuồng của voi Mammoth cũng như là Dudu. Đó, mình cũng đã thay bằng những cây lá kim này luôn nha. Ồ, nhìn nó phê chưa? Ồ, nhìn nó rậm rạp hơn liền. Các bạn nhìn xem nè. Đó, hấp dẫn. Thì cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay. Hôm nay mình đã hồi sinh xong 8 em Elas Moradium rồi. Nếu thấy video này hay, các bạn đừng quên bỏ lại một like, subscribe cho kênh Fury Gaming, cũng như là ấn chia sẻ cũng như là comment ý kiến ở phía bên dưới video này nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp. Bye bye.